Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thụy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả chào đón quý vị đến với phần tin tức nổi bật vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Chúng tôi ngày hôm nay đề cập đến đề tài liên quan đến chuyến công du Trung Quốc của ông thống đốc Gavin Newsom tiểu bang California. Thưa anh Đinh Xuân Quân, bản tin của các nhà báo và các chuyên gia họ nói rằng mặc dù từ trước tới giờ ông Gavin Newsom là thống đốc ở California này chưa có cho thấy những cái kinh nghiệm về đối ngoại thế nhưng với tư cách là lãnh đạo tiểu bang california nơi có nền kinh tế lớn hàng thứ sáu trên thế giới đã cho thấy được ông dám đưa ra các đề tài rất nhạy cảm đối với bắc kinh Mặc dù họ nói rằng chuyến công du này mục tiêu khi mà báo chí đưa ra tin tức đó họ nói đó mục tiêu của ông thống đốc Gavin Newsom đặt ra trong cái chuyến công du Trung Quốc rất là đặc biệt này đó. Nói về đề tài ô nhiễm môi sinh, vấn đề à, bầu khí quyển bị hâm nóng, tình trạng hâm nóng bầu quả à, đất này. Nhưng mà khi mà họp họp với ông Tập Cận Bình và kể cả ngoại trưởng Wang nghi của Trung Quốc đó ông dám đề cập đến những vấn đề forced labor cưỡng bức lao động ở Tân Cương à, những vấn đề mà trù dập các nhóm đối lập và dân chủ ở Hồng Kông và kể cả vấn đề Trung Quốc chịu trách nhiệm một phần trong vấn đề xuất cảng ma túy đá thưa anh cái chuyến đi này đó ngoài những cái đề tài đó ra đó, chúng ta sẽ đề cập đến cái vai trò chính trị của ông Gavin Newsom và nhưng mà sau đó, đó cái tin này đặc biệt để hỏi anh là ông tập cận bình ngỏ ý muốn công du mỹ mà có thể san francisco là cái nơi mà và vào tháng tới hai người thấy... của, của california anh <laughs> có một cái điểm mà trong thời gian mà chúng ta đã nói rất nhiều về kinh tế trung quốc anh là người đã cho thấy rất nhiều các những cái khó khăn trung quốc hiện nay đó thì đây có phải có phải là cái nỗ lực rất mới của phía Trung Quốc muốn tìm kiếm một cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để hoặc là giải tỏa những cái căng thẳng hiện nay trong thời gian qua giữa chính quyền Biden với tập cận bình hay không. Vâng. Anh phải biết đó, người Trung Quốc là một người rất là nghe là kiêu căng. Yeah. Và tới đó thì bao giờ họ cũng muốn người ta tới họ chứ không phải người, họ tới người ta. Yeah. Đó, cái đầu tiên là như vậy về vấn đề chính trị mà nhất là về vấn đề là vấn đề tâm lý họ muốn cho dân chúng Trung Quốc thấy bây giờ quý vị thấy không Trung Quốc là nghĩa là số một chung là Trung Quốc đó là trung tâm của vũ trụ đó thì là ai cũng phải tới thăm thì ở ừ. đây đó cái đầu tiên mình phải nói là đừng có quên California là nơi nhập khẩu hàng Trung Quốc nhiều nhất à đó tại vì mấy cái cảng cửa ngõ đây hả cửa ngõ, 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 ngõ miền tây mà hàng từ Châu Á qua đó đúng thì là phải đi qua California, yeah. đó là một. Cái thứ hai, California có những cái luật về vấn đề môi trường tiến bộ nhất. Đúng. Tiến bộ nhất nước Mỹ này đó. Không phải nước Mỹ không mà trên thế giới luôn Trên rồi. thế giới ừ. và thì ở đây đó quý vị thấy vì vậy mà khốn khổ là chúng ta phải trả tiền xăng mắc hơn chỗ khác. Mà, <laughs> đúng không? Mà cái gì nó cũng đắt hơn hết trơn. Cũng không phải cái gì cũng đắt hơn. Mình, nếu mà mình so đó trái cây đó ví dụ như là đồ nông phẩm nông phẩm đó thì tương đối không không, không có mắc quá thì anh cũng phải công bằng một tí anh cũng phải công bằng một tí hoặc là à, hải sản vân vân và, và thì thịt tương đối heo đó. thịt bò cũng đó. cũng okay, Vâng, không, không không có mắc quá nhưng mà nhưng mà ông new sông đó là một người trẻ đẹp trai thì nghĩ tới tương lai mà tương lai đó thì tương lai của đảng dân chủ là cái gì thì quý vị thấy là dù muốn dù không ông biden cũng trên tám bó rồi thì ông này nghĩ tới tương lai mà nghĩ tới tương lai thì muốn ra tranh cử đó thì phải có kinh nghiệm ừ, về ngoại giao Đấy đó ừ. tới bây giờ là mấy ông đó như là ví dụ như nếu mà tranh cử với the santis the santis thì đâu có đi ra ngoài đâu đó thấy, thấy và và những cái chuyện đó, đó mình thấy là ông này là đang nghĩ về ừ, lâu dài bốn năm tới vâng đó là một không có thể có thể là trước nữa tại vì nếu mà có khủng hoảng đó mà nhớ mà ông nhớ mình chỉ nói như vậy chứ không có phải là mình chúc cầu người ta là bị như vậy Nhưng mà nhớ thì sao thì bao giờ cũng phải sẵn sàng đó đó là một cái thứ hai đó cái nhận xét là là, là là quan trọng rồi đó thì tại sao ông ta nói về cái nào ông ta nói về vấn đề tân cương yeah. ai cũng biết hết ai cũng biết hết chứ không phải không mà trung quốc bị cả thế giới tố thì vì vậy thì ông này có nói đó thì ông tập cận bình thì ông cũng ở thì cũng nghe nhưng mà cái chính đó là ông tập cận bình trả lời cái gì đó cái à. cái mà anh nói đó đó ừ. đó thì lẽ dĩ nhiên lẽ dĩ nhiên là quý vị biết đó ở bên Mỹ đó luật lệ tôi nhắc chữ quý khán thính giả dạ, không có ai có quyền thay nước Mỹ trừ ừ. trừ chính phủ Mỹ à, mà ông này đâu có phải chính phủ Mỹ đâu có trong không có cá nhân nào được thay mặt nói chuyện yeah. à, thay mặt nước Mỹ thì vấn đề ông Gavin Newsom thì sao thì phải liên lạc ngay lập tức với đại sứ hoa kỳ tại trung quốc và hoa... đại sứ hoa kỳ tại trung quốc lẽ dĩ nhiên là phải chuyển về C... dc và... những tin tức này khi nói chuyện nó không có phải là à, nhưng tôi... mà ông có thể chỉ... tôi là thống đốc california tôi chịu trách nhiệm cho 40 triệu dân california này và nhất là uh, california là nơi nhập cảng xuất cảng hàng hóa cho trung quốc và từ trung quốc cho nên tôi được quyền đưa ra những cái cái tư điều đó miễn làm sao không dẫm châm lên cái chính sách của nước Mỹ thôi. Không, hai cái đó anh anh phải không cái à. đó là, là có có cái đó là không ở bên Mỹ anh ta có quyền nói không yeah. có cái gì nhưng mà khi mà cái tin tức mà nói là ông Tập cận bình muốn thăm San Francisco đó nó vừa mm, là yeah. vừa là với uh, California, California. Nhưng... và đúng và vào vâng và đúng thì cái đó ông Chính ta phải báo cáo nhưng yeah. mà tại 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 sao tôi nói như vậy? Tại vì khi mình nói chuyện với nhau đó không phải chỉ có nghe cái lời trả lời của người ta hay ừ. là nghe nói nhưng mà cái cử chỉ người ta làm sao? À cái như là uh, tiếng tiếng Anh nó gọi là body language đó. Đó thì mình thấy người ta có thân thiện với mình hay à không đấy. hay là người ta có ác ý với mình hay là cái gì đó Được. thì cái đó vì vậy đó một cái thành công đó quý vị nhớ một cái thành công của ông Joe Biden đó, là lúc nào cũng muốn đi nói chuyện riêng có những cái ừ. liên hệ quan hệ mật thiết giữa gọi là là, là 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 lãnh đạo thế giới thì có cái quan hệ đó thì ăn nói nó dễ dàng hơn ừ. mà mình có thể nói được sự thật và nhiều khi mình đi nói chuyện riêng đó thì cái đó nó là quan trọng lắm thì vì vậy đó ông không những ông Niu Sông đã đi thăm nó như vậy đó Ông ta đã lập được một cái quan hệ Ông ta có thể nói rồi 10 năm nữa nếu mà ông ta làm tổng thống hay gì Ông ta nói Ồ, mười năm trước đó tôi đã gặp ông Tập Cận Bình rồi Và khi đó thì cái làm sao, 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 sao đó? Thêm một điểm nữa đó Là trước khi cái chuyến công du này được thực hiện đó Là ông Gavin Newsom đã gặp tổng thống Biden Khi ông Biden đến vận động À, cử tri rồi đến thăm uh, Sacramento vân vân đi một vòng California rồi chắc chắn là hai bên đã có các cuộc thảo luận có thể là chính ông Biden cũng nói rằng nếu mà anh dự trù đi sang Bắc Kinh đó thì đây là những vấn đề mà anh có thể đề cập đến được lẽ đương nhiên cũng có thể đó là uh, Gavin Newsom đề bạt cái lời mời nếu được thì ông tập cận bình ghé thăm California chúng tôi vâng vâng đúng 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 như vậy tại vì thế vậy trước hết ừ. khi mà tổng thống tới thăm California có tranh cử không tranh cử dạ. thì ông thống đốc phải ra đón cái đó là bình thường cái Nhất đó là... là một ông tổng thống dân chủ đến Đúng. một tiểu bang dân chủ nữa Đúng. chúng tôi tiếp tục đề tài nội bật này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi